anh em qua bóc hàng cùng luôn. Trước mắt các bác là con 1500 AE này, đẹp tuyệt vời luôn. Em lướt qua các bác xem con nào vào mắt thì alo xem nhé. 1500 AE mặt bạc. Con MD giải mã này, con Soli MD giải mã này, cực chất đẹp tuyệt vời luôn. Con này đông này 755 mắc đôi này, CD này các bác này. Đấy, một dọc mặt gôn luôn này. 390 4 la mã, 950. 168 168 anh ơi. 168. 165 này tuyển tập luôn. Anh nhà em có 3 cam làm sao mà nói sai được. Thằng này đâu? Chân xui mặt kính 607 dòng Alpha. Cực nhiều các bác nhá. Em chuyển bác ra nhiều lắm anh nhá. Anh không cần chuyển, anh đi. Vâng, ok. Gói vào cho bác ấy, không phải mất tiền đóng gói vận chuyển, gói vào cho bác. Thế là đi ấy nhá, thế là giá chốt lại đi để ấy đây. Anh lấy đi xong anh lại qua. Thế là với chỗ 390 này. Thế là 10 rất nhiều luôn này. 65 à? Vớt một à. Đấy, anh gì đây? 63. 535. 36. Đồng ý 16. 535. Không. 16 cũng bán thôi. 163 đi. Thằng nào 165 thì bán. Anh lại thích số 3. 63 mà người mua khách đây mà. Vâng, rồi em cảm ơn anh. Anh giờ lại phải đi mua khách, mua khách. Vâng, ok. Thời gian là vàng. Nói vào cho bác đi. Chuyển cho anh ít tiền nhá. Nhá. Chuyển cho anh ít nhá. Vé 80 hôm nay về tiếp các bác nhá. E715. Anh chuyển hả? Anh chuyển khoản đấy, giả tiền mặt. Anh chuyển cái nhờ? Chuyển cái. Diaton DS66EX. 16. Anh chuyển 6 300 nhá. Ok anh. Thế cho. Vâng ạ. Em chuyển luôn 66EX. Anh mua nhanh chúng trên đường. Đi lái xe nhiều đây anh thích đánh thôi. Vâng, đi đưa khách đi mua 77HR cực nhiều. Trong cái trong phải cần phải xem đảm bảo. Anh bao nguyên gì? Em tháo ra cho các bác ngắm thích mà. Tháo ra em anh ngắm nhá. Ok ok. Ngắm thích rồi, còn anh như nên tin tưởng rồi, anh không có ấy gì đâu. Vâng vâng. Em biết rồi. Bắc Giang em chuyển nhiều lắm. Trên YouTube tháo và xem. Các bác về hàng nhiều lắm các bác nhá. Bác ra bên em. Bác ngủ bấm chọn. Em lướt qua cho các bác cùng ngắm. Tin tưởng nhau là chính vậy ạ, chơi lâu rồi mà ấy. Dạ. Đúng không? Anh lấy âm con âm ly này trước, xong rồi anh cứ để cố định, anh đánh sang bất kể dòng loa gì cũng cực kỳ ok luôn. Con này thì đẹp tuyệt vời. Con nhạc được mà này có hát được không? Hát thì vẫn khỏe, nó không xuất được. Con này thì anh thêm một con vang nữa. Anh thêm vang số rồi. Vang số rồi thôi. Con này là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy thì em nghĩ anh tin tưởng tại vì mình vẫn lắm. Nếu ví thử mà không đổi con sang kia được, chắc thêm tí. Đây để em ấy. Không đổi được à? Đổi cái gì? Đổi con gì xịn hơn nữa? Con này là ok nhất rồi, còn anh đã trải nghiệm con 780 rồi. Các bác hàng về nhờ các bác nhá. Các bác có nhu cầu liên hệ với em theo số 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Ngô Lam Chi bác ạ. Ngô Lam Chi. Vâng. Cao. Lại đưa lên mạng toàn lên khẩu trang như này thôi em ạ.